26 ngày nữa mới đến cơ. Thế nhưng mà với chú rể Tuấn An thì thực sự đêm nay giao thừa đã về. Vâng, và Tết năm nay chú rể Tuấn An vui lắm. Năm nay chú rể Tuấn An sẽ được đón hai cái Tết. Cái Tết đêm nay là một cái Tết rất là tuyệt vời. Cho nên là chắc là chú rể cũng chẳng thèm ăn kẹo mứt, cũng chẳng thèm chơi hoa đâu. Cho nên là tôi nói nhỏ môi hôn ở dưới này. Ai mà có làm nghề bán hoa thì Tết năm nay thấy Tuấn An đi qua đừng có mời mua, bởi vì Tết năm nay đến sớm với Tuấn An rồi. Anh sẽ không mua đâu, bởi vì là hôm nay anh đã có một bông hoa. Bông hoa này rất là tuyệt vời. Bông hoa này không phải là hoa lan, không phải là hoa nhài, không phải là hoa cúc, mà bông hoa bích lụa. Vâng, bông hoa này nặng tới hơn 40 cân cơ. Vâng, và bông hoa này nó không phải chăm sóc nhiều như lúc nào, cũng biết tự chăm sóc mình để xinh tươi trong suốt cả cuộc đời của chú rể Tuấn An. Vâng, cuối cùng xin là kính chúc cô dâu chú rể trăm năm hạnh phúc, và chúc toàn thể hồ chúng ta có một sức khỏe dồi dào và chuẩn bị đón một năm mới an khang và thịnh vượng. Vâng, xin cảm ơn và mời MC Minh Vượng tiếp tục trở lại chương trình. Vâng, kính thưa quý vị, anh chị và các bạn, rất là tuyệt vời. Chúng ta vừa được thưởng thức lời ca tiếng hát của nam ca sĩ Tiến Thành, một giọng ca rất là ngọt ngào và rất là trong trẻo, và cũng đã làm rung động triệu triệu trái tim vâng của tất cả mọi người trong hôn trường của chúng ta hôm nay. Vâng, nói đến năm mới là nói đến mùa xuân. Vâng, và mùa xuân của năm 2017 đã đến. Hôm nay đây, trong niềm vui rào rạt và phấn khởi này, mùa xuân của tình yêu và của nỗi nhớ, của những quả khâu và những lá trầu, của chú rể và cô dâu. Vâng, em bé ngày xưa hôm nay đẹp quá. Có phải em là nàng công chúa thiên nga trên chín tầng mây rơi xuống sân nhà, kết tóc xe duyên cùng với chú rể Tuấn An trong câu chuyện cổ tích? Vì thưa quý vị, anh chị và các bạn, hôm nay Tuấn An và Bích Lụa, hai bông hoa đẹp nhất của hôn trường, hai con người hạnh phúc nhất của hôn trường chúng ta, là niềm hy vọng lớn lao của toàn thể các cụ, cô bác, bà, các vị đại biểu, cô dì chú bác và các anh chị, các bạn trẻ nam nữ thiên niên. Một lần nữa xin được trân trọng kính mời các quý vị, anh chị và các bạn, chúng ta cùng hướng về hôn trường và cổ vũ một tràng vỗ tay để chúc